lụn đá đó. Nè, đó lụn đá đó. Nè, tôi đi đây. Nè, nó giành giật nè. Đúng rồi, cái này giỡn anh. Giỡn anh. Quên đó. Anh đi làm cái gì kìa có gì. Em quay phim. Em quay phim. Quay đó. Chào anh. Quay quay cái gì quay. Cái này bạn ăn, cái này bạn ăn. Nhớ nhớ nha, tao cuối hỏi đi ăn quà nha. Sao vậy thiếu? Cái này chợ anh, chợ anh. Sao anh bỏ chơi bê tê nha. Hả? Mày dụ, mày dụ. Cái này lại cười lắm. Mày dụ, mày dụ, mày dụ, kỹ tao. Cái này là... Mày dụ, mày dụ, mày dụ. Mày dụ. Bây giờ nói thầy, bây giờ sao? Bây giờ đi đi sao? Bây giờ thì buông ra. Thôi, bạn mày bình thường không có gì hết. Mày 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 dạy chân đây hả? Anh cứ hỏi em. Bê tê gì? Em không quay gì hết. Mày là bê tê của tôi. Mày là bê tê á. Anh là bê tê của tôi. Bê tê gì? Cái này là chuyện của tụi tôi. Chuyện này là chuyện của mấy người bé. Thôi bây giờ em cũng rắp rồi nha.